Hey, quý khán giả, mọi người đã trở lại chương trình Passport to thành công. Và đó, hôm nay đặc biệt hàng có một cái chương trình kế tiếp nữa là những tuổi trẻ ở tại Mỹ đang làm gì để giúp giữ cái truyền thống, phong tục truyền thống của người Việt Nam của mình. Tuần vừa rồi mình đã có xem cuộc đi cùng các em học sinh từ hội sinh viên Việt Nam tại trường Westside High School đi là trình diễn ở tại những cái trường của tiểu học. Và hôm nay đặc biệt Khang sẽ đem cho khán giả tới một phần kế tiếp những cái activity nào mà trong ngày Tết mà các em trẻ đang làm. Và xin khán giả cùng theo Khang nào. Và đầu tiên mình sẽ tìm hiểu trường Westminster High School có hội chợ Tết của các em học sinh trong chương trình VACC và Vietnamese Language Program. Ok, let's go. Xin chào quý khán thính giả của đài Leadership on TV. Tôi tên là Thảo Liên Nguyễn, là giáo viên dạy tiếng Việt ở trường Trung học Westminster. Hôm nay là ngày 8 tháng 2 và trường tổ chức hội chợ Tết và Tết Fair cho các em và Tết Show ngày hôm nay. Quý vị đã thấy là các em có rất là nhiều gian hàng ngày hôm nay và đang chơi trò chơi ở bên kia để chuẩn bị cho cái Tết Fair này. Thì các học sinh cũng như các giáo viên của chương trình tiếng Việt đã chuẩn bị khoảng chừng ít nhất khoảng 2 tháng trước. Cái Tết Show của mình thì chuẩn bị từ mùa hè rồi. Và các em mình cảm thấy là điều này rất là quan trọng, mình cần phải có những cái chương trình hoạt động về văn hóa ngôn ngữ Việt Nam của mình để các em còn nhớ là Tết nó như thế nào và tham gia vào những cái hoạt động, những trò chơi dân gian của Việt Nam. Và đó là lý do tại sao trường tổ chức Tết Fair và Tết Show hàng năm cho các em. Năm mới thay mặt cho các giáo viên của trường Trung học Westminster và nhất là chương trình tiếng Việt và VACC, chúc quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hi, my name is Dina. I'm a sophomore and I'm hosting the booth Namcong. So basically, our game is we use bean bags. So you have to throw the bean bag into the ring. But there's four levels. So, like, you come over here, like, you stand here, you throw, and then you move on to the next level, you throw again, and then you do the same thing for level three and level four. Okay, I'll try. This whole, like, event, like, I feel more connected to my culture. Like, I love my culture. Yeah. Score! Em tên là Hoàng Long, ở trường Westminster High School. Em cảm nghĩ gì về Dạ thưa thầy, em thấy thì Tết Fair là một cái ngày hội rất là truyền thống của người Việt Nam. Và em cảm thấy rất vui và tự hào khi mà nó được mang sang một đất nước rất là rộng lớn với rất nhiều những văn hóa khác nhau. Và ở trường hôm nay của chúng em thì em cảm thấy tự hào hơn nữa khi mà lễ hội Tết Fair được tổ chức một cách rất là long trọng nè, rất là màu sắc và được mọi người hưởng ứng rất là nhiệt tình. Thì điều đó làm cho em cảm thấy rất là tự hào vì là mình là người Việt Nam, cũng như là mình là học sinh của trường Westminster High School. Bởi vì là em nghĩ là người Việt Nam ở Mỹ thì họ sẽ quên đi ngày Tết, mà em không ngờ là khi mà sang Mỹ thì cái ngày Tết đó nó lại được nhấn mạnh hơn, bởi vì họ rất là tự hào về truyền thống của họ. So it's an honor to have this tradition at Westminster High School that really allows our entire student body to understand this beautiful celebration. And it's an honor for us to bring it year and year again. And I'm so proud of our Vietnamese American Culture Club for all the work that they do. And to our community, I wish you a wonderful Lunar New Year, and I wish you health and wealth. Writing on rice to make tiny charm that will look like this. Each of us, like the four from here to here, are the writers who would okay, so do the writing. Writer. Yep.
And back there, they're missing now, but like there was assembly and they would put the charms together while we're just riding on the rice. Okay, and where do you put the rice in again? You don't see it anymore, but like, yeah. And is it free? No, it's not free. Gaima, the one who have like the silver charm costs $6, while the one without the silver charm costs $5. And who taught you guys this? Go Tao. We would be in her room practicing for a bit, and like few days, like depending on how often you go, I practice a few days, and yeah. I'm Dwayne Dishnell, I'm president of the school board, and we're here at Westminster with these students to celebrate TET. Hi, and I'm Diana Carey, and we both want to wish you a Chuuk Mung Nam Oi on this really auspicious year of the dragon. We are here, as Dr. Dishnell said, at Westminster High School. This is absolutely the best TET celebration in the county, and everyone participates. Regardless, we're really lucky today. We have our Vietnamese immersion students that came over from Warner Middle School in the Westminster School District. And this is just a highlight of the year. And everyone's so involved. To the community, we wish you a happy new year. Yes, in this very auspicious year of the dragon, may you have peace, happiness, and prosperity. Sound system và chỉnh nhạc và play nhạc cho mọi người để mọi người có thể thưởng thức. Tại sao mà em có cái bài trò này? Dạ, tại vì em dành của mọi người. Em dành của mọi người tại vì cái DJ nó rất là popular và nó cần rất là nhiều người. Nhưng mà em nộp trước deadline cho nên là cô Thảo chọn em. Mỗi năm thì chỉ có một lần Tết thôi. Thì cái hoạt động này thì nó gom lại cái cộng đồng người Việt của mình ở trường Westminster. Nó sẽ làm cho tụi mình gắn kết với nhau hơn, được tìm hiểu về những trò chơi dân gian của Việt Nam của mình và cũng như là biết thêm nhiều được về Tết Việt Nam là gì. Dạ, năm mới, năm nay là năm con rồng. Nó, em không biết chút gì nhưng mà năm mới mọi người tiền vô như nước, tiền ra như nhỏ giọt. Happy New Year! Chào thầy cô và các bạn, chào tất cả mọi người. Em tên là An Nguyễn, em là VACC Outreach Coordinator ở Vietnamese American Culture Club của Westminster High School. Hôm nay là ngày 8 tháng 2, hôm nay chúng em có Tết Fair và Tết Show ở trường của chúng em. Tết Fair là dịp mà chúng em có thể quay quần cùng nhau và celebrate Tết với các bạn học sinh cũng như là thầy cô của chúng em ở đây. Và vào giờ lunch hôm nay thì chúng em có một cái Tết Show của club của chúng em đã tập luyện từ tháng 9 năm ngoái. Đến hiện tại năm nay thì đã được hơn nửa năm rồi và chúng em đã biểu diễn múa lân, đánh trống cũng như là fashion show, couple dance và traditional dance. Em cảm thấy không khí bây giờ rất là nhộn nhịp và vui vẻ và các bạn rất là enjoy cái Tết Fair cũng như là Tết Show hôm nay. Và em xin cảm ơn các thầy cô, các staff cũng như là trường học đã cho chúng em cơ hội để chúng em có thể celebrate Tết cùng với cộng đồng người Việt của chúng em ở đây và promote cái cộng đồng và cái văn hóa của người Việt cho những người của cộng đồng khác nữa. Hi, I'm Danny Nguyen. Today at Westminster High School, we had a Tết Fair event for the whole school to see. As a student, I think this event helps because it really brings us closer not only to our culture, but closer as a group of students. Working together these past few weeks,
with many of these other students, we get to know each other more, we get to bond more, and we get to build a deeper connection with all of us within, and even with our teachers as well. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.